FFCS đang đến rất gần. Các bạn đã tham gia lập tổ đội săn những phần quà cực hiếm chỉ có tại sự kiện FFCS chưa? Nếu bạn đang thắc mắc về luật chơi thì video này chính là câu trả lời dành cho bạn. Đầu tiên, hãy vào trang web theo link sau đây: ffcs2911.ff.ghana.vn. Nhanh tay nào, nhà báo việc. Tiếp theo, nhấn vào thanh menu và chọn tổ đội FFCS. Các bạn đã thấy trang tổ đội xem chung kết FFCS chưa? Rồi sau đó nhấn vào nút đăng nhập. Tinh tinh, các bạn đã trở thành đội trưởng. Công việc tiếp theo của bạn là kêu gọi 3 đồng đội nữa bằng cách sao chép link gửi cho bạn bè, người thân hoặc chia sẻ link tổ đội lên trang cá nhân của mình. Bạn cũng có thể tham gia thêm một tổ đội nữa để có thể hỗ trợ cho các đồng đội. Lập xong tổ đội thì làm gì? Đúng rồi đó, chúng ta cần làm theo nhiệm vụ hàng ngày để có thể nâng cao thành tích, mau chóng nhận được các phần quà phiên bản giới hạn. Mỗi ngày sẽ có 4 nhiệm vụ. Số điểm nhận được mỗi ngày sẽ nhân theo số thành viên của đội. Tổ đội càng đông thành viên, số điểm nhận được càng cao. Tổ đội của bạn có 2 thành viên, bạn sẽ nhận được 90 điểm. 3 thành viên, 135 điểm. Và tối đa, bạn sẽ nhận được 180 điểm mỗi ngày. Chưa hết đâu, bạn có thể phá đảo thanh điểm bằng cách nhập mật mã livestream. Bất kỳ thành viên nào nhập dòng mật mã xuất hiện trong livestream tại vòng loại và chung kết của FFCS sẽ đều tăng điểm dành cho cả đội. Các mật mã sẽ có giới hạn lượt nhập. Đạt các mốc thanh điểm, bạn sẽ nhận được các phần quà tương ứng. Đạt đủ 1.500 điểm, biểu cảm chiến thôi là của bạn. Khi toàn server lập đủ 1 triệu tổ đội, các bạn sẽ nhận được thêm lựu đạn tương lai chỉ có tại FFCS 2020. Rất dễ nhận quà phải không nào? Chiến thôi anh em ơi! Đồng hành cùng FFCS, càng đông thành viên càng nhanh có quà. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.